Hôm nay phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục công bố cáo trạng đối với các bị cáo. Trong buổi sáng, tòa án công bố phần còn lại của bản cáo trạng dài 160 trang. Theo đó, ngoại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan và 5 bị cáo trốn truy nã, thì 80 bị cáo còn lại đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Trong đó, rất nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động người nhà nộp tiền hoặc tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo cao cấp tại ngân hàng SCB, bị cáo Phạm Thu Phong, cựu trưởng ban kiểm soát ngân hàng SCB là người nộp khắc phục nhiều nhất với 20 tỷ đồng. Trong khi đó, hai bị cáo là người thân của bị cáo Trương Mỹ Lan là bị cáo Chu Lập Cơ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Times Square đã nộp khắc phục 1 tỷ đồng và Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor đã nộp gần 1,1 tỷ đồng cùng 3.000 đô la Mỹ. Thưa quý vị, sáng nay, lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10 diễn ra trang trọng tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và trao danh hiệu cao quý cho các nghệ sĩ. Năm nay, 389 nghệ sĩ được trao tặng và truy tặng các danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trong đợt trao tặng danh hiệu lần thứ 10 này. Trong đó có 125 danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, 264 danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Đây là những gương mặt tinh hoa, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, nhiều cống hiến trong phát triển văn hóa nghệ thuật dân tộc. Lĩnh vực sân khấu có số lượng nghệ sĩ được phong tặng lớn nhất, hơn 60 người. Lĩnh vực âm nhạc có thêm hơn 40 người nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Người cao tuổi nhất được vinh danh nghệ sĩ nhân dân là nghệ sĩ Đức Trung, 84 tuổi. Người trẻ nhất là Hoài Thu, sinh năm 1984. Danh sách phong tặng nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10 với nhiều gương mặt nghệ sĩ được công chúng yêu mến như ca sĩ Thanh Lam, nghệ sĩ Xuân Bắc, Thanh Tú, Ngọc Huyền, Thu Huyền, Quốc Khánh, đạo diễn Trần Lực. Danh sách phong tặng nghệ sĩ ưu tú lần này có nhiều tên tuổi như các ca sĩ Lan Anh, Tân Nhàn, diễn viên Thiện Tùng. Tối qua tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Thắm mãi tình quân dân. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham dự chương trình. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động về nguồn, phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh hùng, niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước và tinh thần cách mạng của cán bộ, hội viên phụ nữ, chiến sĩ và nhân dân cả nước. Các hoạt động được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình giao lưu nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện tình cảm sâu đậm, thấm đẫm tình yêu, phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên, mảnh đất anh hùng. Xen lẫn các tiết mục văn nghệ là giao lưu với chiến sĩ Điện Biên và vợ chiến sĩ Điện Biên. Các nhân vật đã cùng nhau chia sẻ những ký ức về sự kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao tặng 50 suất quà tới các bác là cựu chiến sĩ Điện Biên và vợ chiến sĩ Điện Biên. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban Ban thi đua khen thưởng Trung ương Phạm Huy Sang. Năm 2023, nhiều phong trào thi đua được phát động trên địa bàn thành phố như kỷ cương hành chính, an toàn thực phẩm, xây dựng nông thôn mới, người tốt việc tốt, thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Cùng với đó, các phong trào thi đua chuyên đề cũng đã tập trung giải quyết các khâu yếu, việc khó, việc mới được giao của cơ quan, đơn vị và triển khai các mô hình thi đua, từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đề nghị các cấp các ngành từ thành phố đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách về thi đua khen thưởng, đặc biệt là chỉ thị số 27 thành ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô và một số ngày lễ kỷ niệm quan trọng trong năm 2024. Lưu ý việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị
lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng, chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã trao tặng huân chương độc lập hạng 3 cho đồng chí Nguyễn Văn Sửu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và trưởng ban Ban thi đua khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang tặng hoa biểu dương 16 tập thể của thành phố được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ năm 2023. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua cho 26 tập thể và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho 83 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2023. Đoàn kiểm tra số 2 của Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Sở Tài chính trong sáng nay. Đảng ủy Sở Tài chính đã tham mưu Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành 36 nghị quyết và tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành 48 nghị quyết còn hiệu lực thi hành để triển khai thực hiện hai chương trình công tác về phòng chống tham nhũng tiêu cực của Thành ủy. Sở cũng đã cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Về triển khai chuyên đề số 10, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm quản lý tài sản công trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, Sở Tài chính đã tham mưu triển khai hiệu quả. Thành phố đã tiết kiệm 10% chi thường xuyên với số tiền 3 năm qua là hơn 10.000 tỷ đồng để thực hiện cải cách tiền lương. Nhiều lĩnh vực được tăng cường quản lý như mua sắm tài sản tập trung, đầu tư xây dựng, rà soát sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác, sắp xếp xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng. Cũng trong sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn về kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận trên địa bàn huyện. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận trên địa bàn huyện Sóc Sơn được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Huyện đã ban hành thông chi đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện. Từ năm 2021 đến nay, huyện có 142 mô hình điển hình dân vận khéo được đăng ký và công nhận cấp huyện, 1.041 mô hình điển hình cấp cơ sở. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội đã chủ trì phối hợp tổ chức 268 cuộc giám sát cấp huyện, 486 cuộc giám sát cấp xã. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang được tăng cường với các mô hình camera an ninh tại 18 trên 26 xã thị trấn đã lắp đặt 730 mắt camera. Trong 3 năm, huyện Sóc Sơn đã tổ chức 81 cuộc đối thoại định kỳ, trên 40 cuộc đối thoại xuất hiện nhằm giải quyết các vấn đề nổi cộm, phát sinh liên quan đến khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện. Với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị huyện, công tác dân vận của Đảng bộ huyện Sóc Sơn đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội của huyện trong những năm qua. Liên đoàn Lao động thành phố vừa tổ chức biểu dương điển hình trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2023. Dự buổi lễ có Chủ tịch Công đoàn cơ sở, nữ Chủ tịch Công đoàn cơ sở, nữ cán bộ đoàn viên Công đoàn thủ đô có thành tích xuất sắc trong công tác lao động, sản xuất và hoạt động công đoàn. Tháng 3 này, các cấp công đoàn thành phố đều tập trung các hoạt động hướng đến nữ công nhân viên chức lao động, phối hợp đề nghị chuyên môn, người sử dụng lao động hỗ trợ nguồn lực để chăm lo thiết thực, hiệu quả hơn cho nữ công nhân viên chức lao động, giúp nữ công nhân viên chức lao động thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn. Tổ chức các hoạt động hướng đến nữ công nhân viên chức lao động, trao hỗ trợ đến 1.968 nữ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 2 tỷ đồng. Đồng thời, tổng kết phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, động viên, khích lệ nữ công nhân viên chức lao động thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tích cực trong học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt thay món quà ý nghĩa nhân ngày 8 tháng 3 gửi tới các nữ cán bộ công đoàn, nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu. Thưa quý vị, được hồi sinh từ khu đất ô nhiễm ngập rác thải, công viên rừng Trương Dương, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm đang dần cải tạo môi trường và tạo nên sự gắn kết cho cộng đồng người dân nơi đây.
Được hồi sinh từ khu đất ô nhiễm, công viên rừng Trương Dương thuộc phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm đã mang lại diện mạo mới cho người dân sinh sống quanh khu vực này. Trước đây thì cái khu này nó là một cái khu rất là rậm rạp ấy. Không ai qua lại cả, cho nên là nhưng mà sau khi làm cái hệ sinh thái này thì chỗ này là cảnh quan rất là đẹp, rất là nhiều người cuối tuần cho con cái ra đây chơi. Với tổng diện tích hơn 9.000 m², vườn rừng Trương Dương gồm 3 phân khu: khu vườn rừng trồng các loại rau, các loại thuốc nam, khu vườn giác quan trồng các loại cây, loại hoa để mọi người khám phá và khu tập luyện thể dục, thể thao vui chơi. Nơi đây đã trở thành một không gian công cộng đa chức năng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, nhất là vào dịp cuối tuần. Tôi thấy từ ngày mà có con đường sạch sẽ và có nơi vui chơi giải trí cho các cháu, kể cả cháu nhà tôi cũng thường xuyên xuống đây chơi, rất là sạch sẽ và không còn mùi hôi thối như ngày xưa nữa. Đấy, tôi rất là mừng. Em thấy là nó vừa thoáng mát, cũng như là có cái bầu không khí xanh để mình có thể hít thở một cách trong lành. Bên cạnh đấy thì nó cũng thay thế việc thay vì mình chơi game, mình có thể chơi game hàng tiếng đồng hồ, thì có thể ra đây để nâng cao sức khỏe cho mình ạ. Công trình này đã cải thiện môi trường sống, gắn kết cộng đồng và tăng cường sự đa dạng sinh thái cho vùng bờ bãi ven sông Hồng. Bên cạnh đó, công viên rừng Trương Dương được xây dựng bằng nguồn xã hội hóa và được sự ủng hộ từ người dân địa phương, nên việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh ở đây cũng được mọi người rất chú trọng. Để được sạch như này thì tổ dân phố đã thành lập cái gọi đội cộng đồng giữ gìn cái vừa công tác đảm bảo quản và giữ gìn cái vệ sinh ở đây. Đấy, rất sạch sẽ hàng ngày đấy, thì coi như bà con sáng ra rồi hoặc tối ra là ta thay nhau quét, hàng tuần nó quét. Cách đó không xa cũng là một công viên vui chơi kết hợp rèn luyện thể chất mới được đưa vào sử dụng tại bãi bồi ven sông Hồng thuộc phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, trong sự vui thích và chờ mong của người dân. Được biết, thời gian tới quận Hoàn Kiếm sẽ nhân rộng mô hình này với định hướng vừa tạo ra không gian văn hóa đa chức năng phục vụ cộng đồng, vừa giữ hệ sinh thái bản địa cũng như tạo ra các không gian giáo dục trải nghiệm sinh thái độc đáo cho cả thành phố. Việc Quốc hội thông qua cả 3 luật sửa đổi là kinh doanh bất động sản, nhà ở và đất đai để góp phần tháo gỡ những khó khăn trên thị trường bất động sản nói chung và phân khúc nhà ở xã hội nói riêng. Nhờ vào sự trợ lực của các dự án luật này, việc phát triển nhà ở xã hội có thêm nhiều kết quả tích cực hơn. Năm 2024, nhà ở xã hội được xác định là phân khúc trọng tâm cần phát triển. Bộ Xây dựng cho biết có 108 dự án nhà ở xã hội với quy mô 47.532 căn đã được các địa phương đăng ký hoàn thành xây dựng trong năm 2024. Nhiều địa phương có số dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đăng ký hoàn thành lớn, dẫn đầu cả nước. Nhiều chuyên gia đưa ra dự báo năm 2024 sẽ là thời điểm bùng nổ về nguồn cung nhà ở xã hội và phân khúc này có thể trở thành cứu cánh cho thị trường bất động sản trong giai đoạn vẫn chưa hết khó khăn. Cũng nhờ những động lực chính sách, ngay từ đầu năm 2024 đã có nhiều dự án nhà ở xã hội quy mô lớn được các doanh nghiệp công bố và khởi công xây dựng. Tuy nhiên, hiện vẫn đang phải đợi các luật mới sẽ sớm đi vào cuộc sống thực tế. Khi đó, thị trường mới có sự thay đổi rõ rệt. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024. Kế hoạch nhằm thu hút sự tham gia của học sinh, phụ huynh học sinh, doanh nghiệp và người lao động trong việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, góp phần tích cực nâng cao nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động trong thời kỳ hội nhập. Theo đó, thành phố phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74,2%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 54%. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp sẽ thực hiện đào tạo cho 235.000 lượt người. Để hoàn thành các chỉ tiêu này, thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến người dân về các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về lợi ích của giáo dục nghề nghiệp đối với sự nghiệp phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thành phố cũng tăng cường công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngân hàng phải công khai lãi suất cho vay bình quân để người dân doanh nghiệp lựa chọn ngân hàng vay. Tại công điện ngày 5 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hiện mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm nhưng chưa tương xứng với lãi suất huy động. Cùng đó, tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm 2024 âm 1,12% so với cuối năm 2023. Ngoài tính thời vụ, nhu cầu vay giảm vào đầu năm, giới chuyên môn cho rằng tăng trưởng tín dụng thấp còn do người dân doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn.
yêu cầu công khai lãi suất cho vay bình quân là một trong những giải pháp để người dân doanh nghiệp lựa chọn ngân hàng vay. Tại Viện Nhi Trung ương, trong những ngày qua thì số lượng bệnh nhi đến khám tăng hơn từ 30 đến 40%. Nguyên nhân là do thời tiết thay đổi, khiến gia tăng số trẻ mắc các bệnh lý về hô hấp. Nếu không được điều trị kịp thời hoặc điều trị không dứt điểm, bệnh rất dễ chuyển biến nặng. Sốt cao, uống thuốc hạ sốt không hạ, ho nhiều, chảy dịch mũi nhiều, mệt mỏi, ăn uống kém là những dấu hiệu trẻ thường gặp khi thời tiết đổi từ nóng sang lạnh hoặc từ lạnh sang nóng. Theo các bác sĩ, khí hậu thay đổi thất thường, độ ẩm không khí tăng cao là điều kiện thuận lợi cho các virus lây truyền qua đường hô hấp phát triển nhanh. Căn nguyên gây viêm phổi hoặc là viêm tiểu phế quản ở trẻ nhỏ thì hầu hết là do virus và vi khuẩn. Thế đặc biệt là trong cái giai đoạn vừa rồi, giai đoạn giao mùa thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân nhiễm virus hợp bào hô hấp hay viết là tắt tên tiếng Anh là RSV ấy, thì tỷ lệ cũng khá là cao. Thông thường tại trung tâm hô hấp chúng tôi thì có khoảng hàng ngày có khoảng 450 bệnh nhân phải cách ly tại đây và phải điều trị. Những bệnh nhân nằm tại trung tâm hô hấp thì hầu hết là những bệnh nhân nhỏ có bệnh nền. Nên là khi mà bị nhiễm virus thì thông thường là bệnh nhân có diễn biến nặng và siêu hấp nên phải điều trị về kháng sinh cũng như là phải hỗ trợ về hô hấp. Để phòng ngừa các bệnh cúm, khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh cúm, trẻ cần được đưa đến cơ quan y tế đủ tin cậy để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, tránh trường hợp để bệnh quá nặng mới đến bệnh viện hoặc trường hợp tự mua thuốc kháng sinh điều trị khi chưa có bội nhiễm vi khuẩn dẫn đến nguy cơ kháng thuốc và không đúng phác đồ điều trị. Khi mà trẻ mà đã bị mắc bệnh thì chúng ta cần phải được đưa tới các cái cơ sở y tế khám chữa bệnh gần nhất để được tư vấn của các thầy thuốc và theo dõi và điều trị kịp thời. Tránh tự ý dùng thuốc, đặc biệt là tự ý mua các cái loại kháng sinh cho con uống. Khi mà ở nhà ấy mà vừa theo dõi và vừa điều trị và vừa phải theo dõi khi con có các cái dấu hiệu bệnh trở nặng, ví dụ như con sốt cao mà không đáp ứng với thuốc hạ sốt, sốt cao khó hạ hoặc có bất cứ một cái triệu chứng gì kèm theo, ví dụ như co giật, mệt lạ hoặc là thở nhanh, bú rất là kém, hay là đi ngoài nhiều, mệt lử, đấy là những cái triệu chứng nặng cần phải cho con nhập viện ngay. Các chuyên gia lý giải, thời tiết thay đổi là một trong những yếu tố khiến nhiều dịch bệnh hô hấp lây nhiễm mạnh thời gian này. Trời nóng lạnh, mưa nắng thất thường khiến virus vi khuẩn gây bệnh phát triển mạnh. Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn càng khiến đường thở khó thích nghi, nhạy cảm và dễ nhiễm bệnh. Mặt khác, chất lượng không khí thường xuyên ở mức có hại sức khỏe cũng khiến hệ hô hấp khó phục hồi khi bị nhiễm trùng, khiến bệnh kéo dài dai dẳng, tăng nguy cơ biến chứng.